Nam em bị anti-fan tấn công, ăn phải cháo có vật thể bốc mùi, phẫn nộ tiết lộ thêm chuyện động trời. Chuyện tình cảm của nam em những ngày qua chưa kịp lắng xuống, thì cư dân mạng lại xôn xao trước việc cô nàng bị anti-fan giả danh fan để chơi xấu. Theo chia sẻ, nhóm người này gửi thức ăn cho cô nhưng bên trong toàn là vật thể lạ. Những ngày qua, câu chuyện nam em thông báo sắp kết hôn và công khai danh tính chồng sắp cưới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Tưởng rằng người đẹp đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều sóng gió tình cảm trong quá khứ, nhưng không ngờ lần này cô tiếp tục vướng vào một vụ ồn ào nữa. Theo đó, chồng sắp cưới của cô bị dân mạng bóc phốt có quá khứ không đẹp. Nhiều người tố anh từng có 2 đời vợ và 3 người con, làm kinh doanh nhưng lừa đảo tiền của khách và hiện đang thiếu nợ nhiều nơi. Cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng ý kiến đòi giải cứu nam em bởi cho rằng người đàn ông này không xứng với cô. Chuyện tình ái ồn ào còn chưa lắng xuống, mới đây nam em lại khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng đàn tố bị anti-fan tấn công theo cách không ngờ đến. Theo đó, mỹ nhân miền Tây đăng tải dòng trạng thái cho hay mình nhận được tô cháo sò huyết từ một người tự nhận là fan. Nhưng khi ăn cháo, nam em khẳng định mùi vị của nó không giống như cháo sò huyết bình thường mà lại có mùi như chất thải. Điều này khiến nam em phẫn nộ và lên tiếng gay gắt. Xin phép từ chối nhận quà của các bạn anti-fan giả danh fan nhé, đặc biệt là đồ ăn. Tôi nhận cháo của các bạn, cháo sò huyết. Nhưng mà tôi ăn, thấy hương vị của nó không giống sò huyết mà là. Và tôi biết cháo đó là của ai gửi. Ngày hôm nay, bằng một thế lực nào đó các bạn nhờ nhân viên của khách sạn bỏ kẹo cao su vào đầu con tôm. Tôi nghĩ cũng quá đủ câu trả lời về hành vi của bạn rồi. Cái tôi sai là nghĩ bạn yêu thương tôi thật lòng, cho nên tôi cũng trả giá cho tô cháo của bạn. Cảm ơn bạn. Giữa năm 2023, nam em chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã tìm được một nửa của mình và còn nghiêm túc gọi là chồng, nhưng xin phép khán giả giữ bí mật về danh tính người đó để bảo vệ hạnh phúc riêng. Tháng 11 năm 2023, nam em khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, làm rộ lên nghi vấn, người đẹp đã nhận lời cầu hôn, chuẩn bị lên xe hoa. Và sau đó không lâu, người đàn ông bí mật của nam em chính thức lộ diện, cả hai xác nhận sẽ làm lễ đính hôn vào tháng 1 năm 2024. Được biết chồng sắp cưới của nam em đang làm kinh doanh trong lĩnh vực phong thủy, cả hai hẹn hò được 6 tháng trước khi chính thức công khai. Thế nhưng sau đó, chồng sắp cưới của nam em lại bị vướng vào loạt lùm xùm đời tư. Cô nàng cũng nhiều lần lên tiếng gay gắt bảo vệ vị hôn phu. Đến sáng ngày 28 tháng 11, chồng sắp cưới của nam em bất ngờ lên cầu cứu vì không thể liên lạc cũng không tìm thấy cô. Cùng lúc này, trang cá nhân của nam em thay đổi trạng thái thành độc thân, đồng thời gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến chồng sắp cưới trên trang cá nhân. Những động thái ông nói gà, bà nói vịt của cặp đôi khiến cộng đồng mạng tỏ ra khó hiểu và ngao ngán. Sau một ngày gây náo động, nam em mới xuất hiện trở lại. Cô giải thích mình và chị gái vào rừng thay đổi không khí, chuyện gỡ bài đăng về chồng sắp cưới là do bị dân mạng vùi dập quá, nên từ nay về sau sẽ không công khai thêm. Nam em cũng mong mọi người bỏ qua khi chồng sắp cưới của cô bị cuốn theo câu chuyện drama này quá nên không giữ được bình tĩnh. Sáng 29 tháng 11, nam em tiếp tục cho biết chồng sắp cưới đã từ bỏ việc sử dụng mạng xã hội. Còn về phía cô, nếu khán giả không còn muốn nghe mình hát thì nam em sẽ về quê nuôi cá và trồng rau, sống cuộc đời bình dị.